Nhan sắc tuổi 51 của danh ca Như Quỳnh liệu có giống ảnh Photoshop? Mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Như Quỳnh, vốn được xếp vào hàng tuyệt sắc gia nhân của làng giải trí Việt, sở hữu nhan sắc lừng lẫy một thời, nên hình ảnh của nữ ca sĩ sau 30 năm khi đã ở độ tuổi 51 cũng được netizen đổ dồn sự chú ý. Chiêm ngưỡng loạt ảnh này, cư dân mạng phải trầm trồ khen ngợi vì giọng ca Người Tình Mùa Đông đã giảm cân đáng kể so với ngày mới trở về nước. Đặc biệt, vẻ ngoài quá sức trẻ trung của cô cũng làm netizen càng thêm ngỡ ngàng. Những hình ảnh này được nhanh chóng chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trong phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc, vẫn có khá đông cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đã nhờ đến phần mềm Photoshop mới có được những khung hình xinh đẹp không tì vết như vậy. Thậm chí một số người còn nghi ngờ ca sĩ Như Quỳnh vừa trải qua cuộc trùng tu nhan sắc. Tuy nhiên, không để mọi người phải đoán già đoán non thêm nữa, nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ Như Quỳnh đã được bóc trần khi tham gia một sự kiện mới đây. Cụ thể, đó chính là live show âm nhạc của ca sĩ Dương Triệu Vũ ở Hội An vào tối ngày 24 tháng 4 vừa qua. Xuất hiện tại đêm live show, ca sĩ Như Quỳnh diện cây đồ trắng, make up chỉnh chu. Dù được khen ngợi là vẻ ngoài sang trọng và quý phái, song so với những ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội thì có thể thấy được sự chênh lệch đáng kể. Bộ trang phục khiến vẻ ngoài của nữ ca sĩ trở nên khá đầy đặn, không được thon thả như trong ảnh. Thêm vào đó, cô cũng để lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt ở vùng da cổ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đường nét trên gương mặt của Như Quỳnh vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là làn da vẫn sáng mịn. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ có dịp hội ngộ cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chính Phương Mỹ Chi còn thừa nhận rằng mình lép vế hơn thần tượng về khoảng làn da. Thông qua những hình ảnh này, có thể thấy rằng nhan sắc của Như Quỳnh không được đẹp nuột nà như trong ảnh đã được Photoshop kỹ càng. Nhưng những đường nét sắc sảo và thần thái của cô cũng rất đáng để ngưỡng mộ. Sở hữu một sắc vóc như cô, dù đã bước qua tuổi 50 là điều không phải ai cũng làm được. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, nụ cười rạng rỡ, thân thiện của nữ danh ca luôn thường trực. Như Quỳnh cũng trung thành với mái tóc đen buông dài, đậm chất phụ nữ Á Đông. Ở tuổi 51, dù ngoại hình có thay đổi, nhưng Như Quỳnh vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào. Ngoài âm nhạc, Như Quỳnh cũng dành thời gian cho con gái và những bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Cô không những được khán giả kiều bào yêu thích, mà còn được khán giả ở quê hương dành nhiều tình cảm. Mọi người ưu ái gọi nữ ca sĩ với những cái tên mỹ miều như nữ hoàng Bolero hay hoa hậu Bolero. Đứng trên sân khấu với những bản tình ca ngọt ngào cùng nhan sắc làm đắm say lòng người, Như Quỳnh trở thành một phần không thể thiếu khi nhắc đến sân khấu Bolero hải ngoại. Bạn thấy sao về nhan sắc của nữ ca sĩ Như Quỳnh hiện tại? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!